Giải hạng nhất quốc gia 2023 sẽ có một suất thăng hạng và cũng giống như V-League, giải hạng nhất sẽ chia làm hai giai đoạn. Một thể thức thi đấu chắc chắn khiến các đội bóng phải tập trung và nỗ lực ngay từ những vòng đầu. Với việc Cần Thơ bỏ giải không tham dự, khiến giải nhất quốc gia năm 2023 sẽ còn 11 đội bóng, trong đó có 3 đội bóng mới là Sài Gòn, đội xuống hạng từ V-League 2022, hai đội bóng thăng hạng từ giải nhì 2022 lên hạng nhất, đó là Hòa Bình và Bình Thuận. 11 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với 11 vòng, tổng số 55 trận đấu, sẽ có một đội được nghỉ mỗi vòng. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, sẽ phân chia thành hai nhóm để bước vào thi đấu giai đoạn 2. Top 5 đội có điểm số cao nhất ở giai đoạn 1 chính thức trụ hạng và bước vào cuộc đua giành tấm vé duy nhất thăng hạng V-League 2024-2025. Còn 6 đội còn lại sẽ cạnh tranh cùng nhau để tránh một suất xuống hạng nhì năm 2024. Giải đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Đội vô địch nhận 2 tỷ đồng, trong khi đội về nhì và giành hạng 3 lần lượt được 1 tỷ và 500 triệu đồng.